Ngày 19 tháng 5 năm 2014, tại trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra sự cố cánh cửa tủ sách bằng bê tông rơi đè trúng một học sinh. Nạn nhân là em Nguyễn Tấn Dũng, 6 tuổi, học sinh lớp lá trường mầm non Sơn Ca, quận 9. Sáng cùng ngày, em Dũng cùng nhiều học sinh của trường Sơn Ca đến trường Nguyễn Minh Quang tham quan. Sau khi tham quan xong tại khu vực trưng bày bản đồ Việt Nam, Dũng và hai bạn cùng lớp nán lại để xem, trong khi các bạn khác đã ra ngoài. Bất ngờ một cánh cửa tủ bằng bê tông có chiều ngang 1m9, dài 1m5, đổ xuống đè lên người Dũng. Ngay sau đó, các giáo viên và bảo vệ của trường đã đưa Dũng đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng đến trưa cùng ngày, em Dũng đã chết. Chiều cùng ngày, thi thể của Dũng đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Minh Loan, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 9 cho biết, nơi xảy ra sự việc là thư viện xanh của trường được xây dựng từ tiền đóng góp của phụ huynh. Hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng liên quan điều tra làm rõ. Phía trường, phòng giáo dục và đại diện Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà của Dũng để thăm hỏi, chia buồn với gia đình.